Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm mùng 6 tháng 9 đến trưa nay, ngày mùng 8 tháng 9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến trưa nay ngày mùng 8 tháng 9, mưa lũ đã làm một người chết. Nạn nhân là cháu Sùng Thị Trang, 10 tuổi, ở thôn Suối Lót, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, do bị nhà gỗ ba gian sập đổ vào. Mưa lũ cũng làm sạt lở, tốc mái 439 nhà dân, trong đó có một nhà bị sập đổ hoàn toàn, gần 270 hộ dân phải di rời khẩn cấp. Về nông nghiệp, trên 600 hecta diện tích lúa, ngô, hoa màu bị ngập lụt, gãy đổ, cuốn trôi, nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Tỉnh lộ 174 từ thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn lên huyện Trạm Tấu bị sạt lở nhiều điểm, gây tắc đường. Nhiều tuyến đường liên xã liên thôn ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ cũng bị sạt lở. Nước lũ dâng cao gây ách tắc cục bộ. Khoảng 2.000 mét khối đất đá sạt lở xuống trung tâm y tế huyện Trạm Tấu, làm hỏng hệ thống lò đốt rác, nhà kho, phòng sấy dụng cụ y tế. Ngoài ra còn có 2 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 12 cột điện hạ thế bị gãy đổ, làm hàng trăm hộ dân bị mất điện. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra là khoảng 15 tỷ đồng. Hiện các địa phương trong tỉnh Yên Bái đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão theo phương châm 4 tại chỗ, tiếp tục cảnh báo, khuyến cáo đến người dân về diễn biến của mưa bão để chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại. Trong điều kiện mưa lũ sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, lực lượng bộ đội biên phòng Sơn La đã kịp thời có mặt, dầm mình trong mưa lũ, cùng chính quyền địa phương và các lực lượng giúp đỡ bà con chống lũ, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Sáng ngày 8 tháng 9, trên địa bàn các xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ và xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La, có nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc do mưa lớn. Ngay khi nhận được thông tin, đồn biên phòng Trường Sơn đã cử gần 20 cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp với địa phương khắc phục các điểm sạt lở. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trường Sơn, Mường Lèo, Lóng Sập kịp thời có mặt tại các hộ gia đình ở xã bị sạt ta luy dương vào nhà, hỗ trợ bà con di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Trận mưa lớn đêm qua và rạng sáng nay ngày 8 tháng 9 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại về nhà ở, công trình công cộng và diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn một số huyện thuộc tỉnh Sơn La. Theo thông tin ban đầu, mưa lớn khiến nhiều nhà ở và diện tích sản xuất của người dân ở các bản Nậm Dên, Na Sàng, xã Trường Xuân bị ngập. Một số hộ dân tại bản Na Hiềng, xã Xuân Nha bị sạt lở đất đá vào nhà. Nhiều điểm trên tuyến đường từ Xuân Nha đến xã Trường Xuân bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. 3 cột điện tại xã Trường Xuân bị đổ gãy, một số trường, điểm trường bị ngập lụt. Hiện trời vẫn đang mưa. Huyện Vân Hồ đã thành lập các đoàn công tác đến các xã kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng 4 tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức thống kê, kiểm đếm thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại huyện Mộc Châu, Sơn La, trong số 65 nhà bị ảnh hưởng, có 40 nhà bị đất đá sạt trượt vào, nhiều nhà phải di rời khẩn cấp. Hàng chục khu dân cư tại thị trấn Mộc Châu, xã Tân Lập, xã Triềng Hắc, xã Đông Sàng, xã Hùa Păng bị ngập lụt, sạt lở. Qua kiểm tra rà soát, hiện có 8 hộ tại bản Suối Răng, xã Quy Hướng có nguy cơ sạt lở cao. Ngay trong sáng nay, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ di chuyển dân và tài sản đến nơi an toàn. Mưa lớn kéo dài cũng làm 3 hộ dân tại xã Hua Păng bị sập nhà do sạt lở đất, 17 nhà bị sạt lở ta luy. Hiện chưa thể thống kê hết những thiệt hại tại huyện Mộc Châu do mưa liên tục trên diện rộng.